Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình sẽ vào bếp chia sẻ món tàu hủ kỳ kho củ cải nha, kho tiêu với củ cải. Ở đây là củ hủ kỳ nè, mình mua về rồi mình chiên sơ qua, rồi mình sắc khúc nè, mình làm sẵn. Ở đây là củ cải mình cũng đã sắc ra rồi. Đây là hành, ớt, đây là tỏi với hành tím nha. Tại vì mình té gãy xương sườn á nên nó cũng còn hơi đau, nên nay cách một ngày mình ra một ngày một ngày mình cách ngày mình ra một món ăn nha các bạn. Khi nào mà mình khỏe hẳn rồi mình sẽ nấu mỗi ngày một món nha. Bây giờ tại còn đau nên mình cách một hai ngày mình nấu một món để chia sẻ với các bạn thôi. Bây giờ mình bắt cái chảo lên đây, mình cho vào đây sẽ một hai muỗng canh dầu ăn nha. Muỗng này là muỗng nhỏ nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây một muỗng đường cát, một muỗng cà phê đường cát. Cái này là mình thắng nước màu nha. Mình cho vào đây một miếng nước nha, để cho củ cải chín đó. Chứ mình kho chung với một luộc tàu hủ kỳ thì củ cải nó không chín nó sẽ bị đắng. Mình cho vào đây 3 muỗng nước tương. Nửa muỗng bột nêm, một muỗng đường, muỗng cà phê hết nha. Cho vào một miếng tương ớt, ăn nửa muỗng canh tương ớt, một chút hạt điều dầu màu cà ri á các bạn, cho nó đẹp đẹp mà nó lại thơm nữa. Bây giờ củ cải sắp chín rồi, mình cho mì căng vào nha. Này các bạn, kho tiêu ăn rất là ngon. Cho vào một miếng tiêu. Bây giờ các bạn cứ kho sệt sệt này ăn cho nó ngon nha. Bỏ hành vậy. Bây giờ món đậu hũ kho với mì căn kho với củ cải trắng, kho tiêu củ cải trắng đã hoàn thành rồi. Mình chúc các bạn làm món này ăn ngon miệng nha. Cái này các bạn làm ăn cơm rất là nhiều luôn. Mì căn nó rất là dẻo, nó dai, các bạn thấy dai, nó rất là ngon luôn. Củ cải khi kho mặn mặn ngọt ngọt. Mình chúc các bạn làm món này ăn ngon miệng nha. Mình cũng chúc các bạn nhiều sức khỏe. Các bạn cứ kho tiêu vậy nè. Bây giờ mình sẽ cho thêm vào một chút xíu tiêu nữa.
các bạn khô quéo quéo gì mới ngon nha, sệt sệt quéo quéo gì mới ngon. Thôi bây giờ mình xin chào các bạn nha, chúc các bạn làm món này ăn ngon miệng.